Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Lạc Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 115 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Các bạn hãy để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 115 Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, con huyết bước kia bay tới, mà âm súng đáng tới Diệp Húc và Ma La Dư. Cũng may thân thể của hai người bọn họ vô cùng mạnh mẽ, gần như có thể sánh với đại vô tam bất diệt cảnh. Để mặc cho ma âm súng đáng cũng không thể làm gì được bọn họ. Huyết bước mở cái miệng đỏ lòm ra, há mồm cắn tới Diệp Húc. Súc sinh, muốn chết sao? Kim Luân sau đầu Diệp Húc lưu chuyển, một vầng u thiên thần giới dâng lên, ánh trăng chiếu rọi nơi mai cốt chi địa này, lấy tay chụp tới con huyết bước bên kia. Công đức Kim Luân luyện bảo diệu khuyết của hắn đã tu luyện đến độ cao đạo đức Kim Luân. U lực của U Thiên Thần Vương Đỗ Ách Cấn đã tăng lên gấp 10. Mặc dù lúc này tu vi chỉ còn lại 3 phần, nhưng thi triển ấn pháp này ra, u lực vẫn lớn hơn trước rất nhiều. Còn huyết biến bức này bị một trưởng của hắn phong ấn bên trong U Thiên Thần Giới. Đâm đông, đụng tây, ti ti mà kêu lên, liên tục đâm tới U Thiên Thần Vương Đỗ Ách Cấn. Vài lần liền đem cho ấn pháp của Diệp Húc kín đầy vết nứt. Oanh... U Thiên Thần Vương Đỗ Ách Cấn liền vỡ tan. Huyết biên bức phóng lên cao, cánh mở ra hơn 10 dặm, che khuất mặt trời, giơ vuốt chộp tới Diệp Húc. Thật không hổ là cường giả tam tương cánh, địa tương kỳ. Tuy bị ma hóa thành huyết bức, nhưng pháp lực vẫn mạnh như trước vậy, lại có thể phá vỡ U Thiên Thần Vương Đỗ Ách Cấn của ta. Diệp Húc để mặc cho hắn bắt lấy hai vai của mình, chỉ thấy con huyết bức này chấn hai cánh, định kéo hắn bay lên trời cao. Không ngờ Diệp Húc giống như một cây cổ thụ, cắm rễ cực sâu vào trong vùng đất này. Mặc kệ hắn ta chấn đôi cánh thịt thế nào cũng không thể nhấc được Diệp Húc lên một chút nào. Ngươi tuy rằng bị ma hóa chuyển thành súc sinh, nhưng hồn phách thần thức của ngươi hẳn là còn tại thế. Luyện hóa được ngươi rồi, kiều đình của ta chẳng những có thể nâng cao uy năng, còn có thể khiến ta lấy được đại tiểu chu thiên tinh đấu cấm pháp mà ta muốn. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, chín cái đại đỉnh cong cong rung động lần lượt lao ra khỏi thân thể. Đột nhiên hai cái kết hợp thành một, hóa thành một cự đỉnh chu vi 3.000 trượng. Trong đỉnh mây trôi mịt mù, hiện ra chín cái đại lục lơ lửng bên trong mây mù. Trên đại lục vô số dị thú thượng cổ đang sinh sôi nảy nở trong đấy. Còn huyết bức này gần như không có chút phản kháng đã bị kiều đỉnh thu vào trong đỉnh, ngay lập tức liền bị chấn chết, luyện hóa thành cặn bã. Thân thể làm chất dinh dưỡng, nguyên thần và địa tương đều bị nhốt đánh vào bên trong đỉnh. Lập tức ngọc lâu của hắn tan rã, xuất hiện một tòa vô hồn giới, tiếp theo là một tòa đại chu thiên tinh đấu trận đồ và tinh không chủ quang đại trận hiện lên. Diệp Húc giơ tay chụp tới, nắm hết hai tòa đại trận này lại, lập tức siêu hồn tắc phách, thu hết trí nhớ của hắn ta đi. Đại tiểu chu thiên tinh đấu cấm pháp. Giọng nói của Diệp Húc có chút run run, sửa sang lại trí nhớ của lão già mà cá bỏ xám này lại một lần, rốt cuộc lấy được thứ mình muốn, không khỏi phun ra một hơi chọc khí. Chuyển Luân tiểu thánh vương thấy thế, cười ha hả, đắc ý vinh vang, nói với Thạch Tinh Hải. Tiểu Thạch tớ, tên Diệp Thiếu Bảo này đánh chết chim của ngươi rồi. Lão tử xem ngươi còn có thể nhịn được nữa hay không đây. Thạch Tinh Hải hừ lại một tiếng, ánh mắt lạnh lạnh nhìn hướng Diệp Húc. Thạch sư huynh, ta chẳng qua giết một con huyết bức mà thôi. Diệp Húc cuối cùng được như mong muốn, tâm tình rất tốt. Thạch Tinh Hải hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt càng lúc càng lạnh, thản nhiên nói. Tuy rằng ông ấy hóa thành huyết bức, nhưng dù sao cũng là sư thúc của ta, là người của tinh cung ta. Diệp Thiếu Bảo, người giết thúc ấy rồi, chỉ có một con đường để đi, đó chính là một mạng đền một mạng. Hai con mắt của hắn, một con ẩn chứa một tòa đại chu thiên tinh đấu đại trận, con mắt khác lại chất chứa tinh hà trụ quang đại trận. Ánh mắt nhìn xuống Diệp Húc, chỉ thấy hai loại trận pháp này lập tức bóp méo thời gian, không gian, khiến cho Diệp Húc không khỏi nghiêm nghị. Ánh mắt của Thạch Tinh Hải không ngờ tạo cho hắn một loại cảm giác thời không bị xé rách. Ở dưới ánh mắt của hắn ta, Diệp Húc có thể cảm giác được
thời gian trôi nhanh, không gian vỡ tan, dường như chính mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị thời không cắn nát vậy. Thạch sư huynh, đừng quên đệ đệ của ngươi Thạch Tinh Vân còn ở trong tay của tiểu đệ. Trong mắt Diệp Húc vô cùng vô tận thái dương chân hỏa bắt đầu động, hóa thành thái dương thần quang, nhìn lại Thạch Tinh Hải mỉm cười nói. Hiện giờ hắn đã lấy được đại tiểu chu thiên tinh đấu cấm pháp, cuối cùng có thể hoàn thiện bản vương khai thiên kinh, lập tức hùng tâm tái khởi, định so đấu với Thạch Tinh Hải một phen. Ti 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 ti. Đột nhiên không trung phương xa hiện ra một phiến đỏ tươi, chỉ thấy mấy trăm con huyết bức hình thể thật lớn vỗ cánh bay đến, ma khí ngút trời, những luồng ma âm không tiếng động ầm ầm tới, mặt đất lập tức rạn nứt, nứt ra những rãnh biển sâu đạt tới mấy ngàn thước. Nhiều con huyết bức như thế, trong đó thậm chí có cả cường giả tam tướng cảnh địa tương kỳ, bị sức mạnh quỷ dị của nơi này hóa thành huyết bức, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Mặc dù là Diệp Húc cũng bị ma âm chấn cho khí huyết bốc lên cuồn cuộn, gần như là sôi trào. Những con huyết bức đó hiển nhiên là những cường giả thăm dò nơi đây trước kia, bị sức mạnh quỷ dị trong nơi mai cốt chi địa này đồng hóa, hóa thành huyết bức. Đi mau! Ma La Dư không khỏi biến sắc mặt, vội vàng lôi kéo Diệp Húc lao đi như điên, hướng chỗ sâu trong vô hoàng mai cốt chi địa. Đám người chuyển luân thánh vương thấy dị trạng đó cũng không khỏi sợ hãi, vội vàng chạy đi phía trước. Vị vô hoàng đã chết ở chỗ này nhất định là điện chủ trước của chuyển luân vương thần điện ta, tu luyện chính là lục đạo luân hồi bảo quyển. Ta tu luyện cũng là lục đạo luân hồi bảo quyển, ra vào nơi đây với ta mà nói, quả thật như hậu hoa viên của nhà mình vậy. Xem ra hai cốt vị vô hoàng này chỉ có thể rơi vào trong tay của ta mà thôi. Lúc bấy giờ, Thạch Tinh Hải khẽ nhíu mày, cũng xuất lĩnh đám cường giả tinh cung ở trong vùng cấm địa này. Hắn có được tinh không trụ quang đại trận, chỗ thần kỳ của tòa đại trận này đủ để khiến thời gian đứng yên, có tác dụng khắc chế môn cấm pháp lục đạo luân hồi bảo quyển. Cha ta và ứng tông đạo sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến, trận đại chiến đó nhất định sẽ khiến cho bốn phương khiếp sợ. Diệp thiếu bảo, ngươi là nhân tài mới xuất hiện của Hoàng Tuyền Ma Tông, mà ta là con trai của Tinh Đế, để chúng ta tới diễn thử cho thêm nhiệt một trận chiến kinh thiên động địa, ngươi thấy thế nào? Hắn một đường mạnh mẽ phá cấm, xuất lĩnh đám tinh cung ép mở đàn huyết bức, theo sát phía sau Diệp Húc đi đến chỗ sâu trong mai cốt chi địa. Diệp Húc và Ma La Dư một đường chạy như điên, đi đến chỗ sâu trong đám núi, rốt cuộc tránh được đàn huyết bức đuổi giết. Con đường này chính là Hoàng Tuyền Lộ, cuối Hoàng Tuyền Lộ chính là lục đạo luân hồi, nơi táng thân của vị vua hoàng này. Ông ta chết trận ở biển oan hồn, sau khi chết đã chôn mình bên trong khí thế của chính mình, chắc chắn không muốn những kẻ khác tìm được hài cốt của ông ta. Cha ta chính là đi tới nơi đó rồi bị bức trở về. Ma La Dư chỉ một thềm đá nhỏ hẹp ở phía trước, sắc mặt ngưng trọng mà nói. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thềm đá này đặt tên một con sông lớn lơ lửng giữa không trung, như rắn uốn lượn thông với khoảng không sâu đối diện. Phía dưới thềm đá là sông lớn mênh mông, dưới sông những hoa sóng cuồn cuộn, thỉnh thoảng từ dưới nước truyền đến tiếng gào thét thiên lương, không biết là yêu vật nào đang quấy phá trong đấy. Mà hai bên bờ sông thì trăm hoa đua nở, mọc lên những bông hoa tươi động lòng người, từng trận mùi hoa chuyển đến, chỉ thấy trong mây hoa khí bốc lên, cuối biển mây mơ hồ nhìn đến một mảnh đất tiên mơ ảo như khói vậy. Đó là bỉ ngạn hoa, nghe nói ăn vào hoa này có thể nhìn đến bờ bên kia của tu hành, khiến ngộ tính của mình tăng lên rất nhiều, có thể đột phá bình cảnh tu hành. Diệp Húc từng ở Nghệ Hoàng Hành Cung thấy được bỉ ngạn hoa chỉ có một gốc, những bỉ ngạn hoa khác đều bị con hắc cẩu kia làm hỏng đi mất. Mà ở hai bên bờ sông Hoàng Tuyền này, hắn lại nhìn thấy hơn ngàn vạn bông bỉ ngạn hoa, gần như là một biển hoa. Những bông bỉ ngạn hoa đó chẳng lẽ cũng là do hơi thở của vua hoàng biến thành hay sao? Diệp Húc lẩm bẩm nói. Đương nhiên là thật rồi. Ma La Dư nhìn thoáng qua lắc đầu nói. Trên Hoàng Tuyền Lộ, hoa nở hai bên bờ, dễ sinh trưởng nhất loại hoa này. Đối với người có tư chất như tỷ đây thì loại này chả có chút tác dụng nào cả, chỉ có loại gỗ mục như ngươi mới cần bỉ ngạn hoa để tăng cảnh giới lên thôi. Diệp Húc làm lơ, giơ tay chụp tới bỉ ngạn hoa, nhổ hết tận gốc thu vào trong ngọc lâu của mình để hùng bi gieo trồng. Hắn cười nói, mang đi tặng người cũng tốt mà. Diệp thiếu bảo, ngươi phải nhớ, bên trên Hoàng Tuyền Lộ ngàn vạn lần đừng có quay đầu lại, nếu không sẽ bị coi là đối nghịch với thế giới của vị vua hoàng này, sẽ gặp phải bất chắc kìa. Ma La Dư trịnh trọng nói, cha ta thời niên thiếu cùng người kết bạn đi qua Hoàng Tuyền Lộ này, lúc ấy ông ấy đã là đại vua tam bất triệt cảnh rồi, thân là đại minh tôn vương của Sâm La Điện. Người kết bạn đồng hành với ông ấy cũng đều không phải là kẻ yếu, cũng là cường giả cấp bậc đại minh tôn vương. Lúc ấy bọn họ đi trên con đường này, nghe được đủ loại âm thanh, một vị đại minh tôn vương trong đó quay đầu lại, ngay lập tức liền mất đầu,
đầu của nguyên thần pháp tướng cũng bị cắt đi, chỉ còn lại có một cái thi thể không đầu thôi. Cho nên bất luận là người gặp phải chuyện gì, đừng có quay đầu lại nhìn. Diệp Phúc không nhịn được cười, hắn nói: cô xem, ta còn cần quay đầu lại hay sao? Ma La Dư nhìn hắn, chỉ thấy trên cổ Diệp Phúc mọc bốn cái đầu, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đều nhìn thấy rõ, không khỏi ngạc nhiên. Cha ta cũng không nói tới loại tình huống này. Mặc kệ nó, e là đám người chuyển luân tiểu thánh vương sắp tới rồi. Chúng ta mau qua cái hoàng tuyển lộ này. Một cái chuyển luân cực lớn nâng một tòa thần điện giáng xuống nơi đây. Chuyển luân tiểu thánh vương theo sát phía sau Diệp Húc cười dài mà nói: Ma La Dư, vị vua hoàng chết ở nơi đây chắc chắn đã từng đi là điện chủ của chuyển luân vương thần điện ta. Ở trong mai cốt chi địa của ông ta, ta chính là vua. Người giết tên tiểu tử bên cạnh đi, đem bảo tàng trên người hắn giao hết cho ta. Ngoan ngoãn là người phụ nữ của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, cho ngươi một con đường sống kìa. Miệng chó chẳng thể khạc ra ngà voi được. Bà cô ta nếu tu vi còn tại, một đao liền chém chết ngươi. Ma La Dư xông lên hoàng tuyệt lộ, thấp giọng mà nói: tiểu tử thối, ngươi phục hồi được mấy phần tu vi rồi? Trong khoảng thời gian này, Diệp Húc vẫn thúc giục bản vương khai thiên kinh luyện hóa thuần dương linh khí, bổ sung tu vi của mình. Nghe vậy liền đáp: ta chỉ phục hồi được tầm 3 phần. Ma La Dư cắn chặt răng: ta cũng chỉ khôi phục được có 2-3 phần tu vi. Tu vi của chuẩn luân tiểu thánh vương không hề kém ta. Bây giờ chúng ta còn chưa phải là đối thủ của hắn, chỉ bằng mau chóng xông qua hoàng tuyển lộ. Hai người dẫm chân lên thềm đá, lao nhanh về phía trước. Chỉ thấy sông lớn mênh mông dưới chân rung động. Con sông hoàng tuyển này là do hơi thở của vua hoàng biến thành, mấy vạn năm nay chưa từng khô cạn. Trong sông hoàng tuyển, những thi thể từ đáy sông hiện lên, trôi nổi trên mặt sông, thò những bàn tay ra đều chụp tới Diệp Húc và Ma La Dư. Những thi thể đó hầu hết đều không có đầu, như thể là bị người bóp cổ cắt đầu xuống, sau đó đẩy vào trong nước vậy. Bọn họ là những đại vu đang đi trên hoàng tuyển lộ, lòng hiếu kỳ nặng, không nhịn được mà quay đầu lại xem. Trong những người này thậm chí còn có cường giả tam bất triệt cảnh, có thể sánh với Già La Minh Tôn. Mặc dù tu vi thâm hậu như vậy, cũng bị người cắt đi đầu và nguyên thần, thiên địa pháp tướng chết ở chỗ này. Những thi thể không đầu đó vốn yên lặng ở dưới đáy sông hoàng tuyển, giờ phút này cảm ứng được hơi thở của người sống đều nổi lên từ dưới đáy sông, giơ tay ra vồ tới trên thềm đá. Thềm đá này như cầu nhưng không có trụ, chỉ lơ lửng không đến 10 trượng trên mặt nước. Thềm đá hẹp, chỉ vừa một người đi qua. Không biết bao nhiêu bàn tay từ dưới nước thò ra, ao ao nhốn nháo vồ tới Diệp Húc và Ma La Dư, làm cho người ta phải hoảng sợ. Pháp tướng phía sau Ma La Dư mọc lên, ngàn cánh tay mở ra, ma nhãn bắn ra những dòng ma quang, xuyên thủng không ít bàn tay rồi đốt cháy. Nàng vung thanh ma đao kỳ cục kia lên, chém sang hai bên thềm đá, lại chặt đứt đi không biết bao nhiêu cánh tay nữa, rầm rầm rơi vào bên trong hoàng tuyền. Diệp Húc cũng đồng thời thi triển thủ đoạn, quanh thân trào ra vô số con kim dao hóa thành kim dao tiễn, cắt xung quanh hai người, cắt đứt những cánh tay vừa đến. Những người chết ở chỗ này không có ai là kẻ yếu, những thi thể vô đầu ngâm ở trong nước hoàng tuyền, thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Diệp Phúc của Ma La Dư, một là thiên tài nổi tiếng nhất nhân tộc, một là con gái của Ma Hoàng, chặt đứt những bàn tay tử thi đó vẫn là dễ dàng. Mặc dù là thân thể tam tương cảnh, thiên tương kỳ, cũng không thể chống lại vu pháp, vu bảo của hai người chém giết. Ma đao của Ma La Dư lại sắc bén vô cùng, không cần tế lên, đao mang liền có thể cắt phá hư không, thậm chí còn có thể dễ dàng chém vỡ thân thể bất diệt của tam bất diệt cảnh. Keng một tiếng, đột nhiên ma đao của Ma La Dư chém vào một bàn tay kín để long lân. Thanh ma đao này chính là bất diệt chi bảo, một đao chém xuống không ngờ lại không chặt đứt được bàn tay của cái thi thể không đầu này. Chẳng lẽ là thi thể không đầu của một vị đại minh tôn vương hay sao? Ma La Dư vội vàng tập trung tinh thần, toàn lực chờ đợi. Chỉ nghe ra một tiếng, trên mặt nước ở dưới thềm đá hiện ra một thi thể thật lớn. Thi thể này có khí lực cực kỳ hùng tráng, so với Già La Minh Tôn thì không phân được cao thấp. Thân thể phủ kín long lân, những khối cơ bắp hiện ra, xương tay mọc ra hai thanh đao xương dài đến 3 trượng có thừa. Sau lưng mọc ra một cái đuôi bò cạp dài đến hơn 20 trượng, dựng cao cao ở sau người. Người này khi còn sống hẳn là một vị đại minh tôn vương của hoàng tộc Già La, không biết khi nào thì đã chết ở chỗ này. Đầu của hắn không biết bị thứ gì cắt đi, sớm đã chết không biết bao lâu, nhưng toàn thân lại tản ra một luồng hơi thở thô bạo, đằng đằng sát khí. Điều không giống với bình thường là những thi thể khác trôi nổi trên mặt nước, mà vì đại minh tôn vương của hoàng tộc Già La này lại im hơi lặng tiếng bay lên, khí thế ép tới, hư không từng tấc vỡ vụn, giơ tay chụp tới Ma La Dư. Lâu đà minh tôn! Ma La Dư thất thanh nói, ngơ ngác nhìn bàn tay này chụp tới mình,
dường như quên né tránh ngăn cản. Diệp Húc bốn đầu tám tay nhìn thấy nàng ta bất thường, vội vàng tế kiều đỉnh lên, luân phiên đâm tới vị đại minh tôn vương này. Chỉ thấy cái đuôi bò cạp phía sau thi thể không đầu vị đại minh tôn vương này châm tới, va chạm dữ dội với kiều đỉnh của hắn, ngăn cản hết thế công của kiều đỉnh lại, tốc độ giơ tay của hắn vẫn không giảm, tiếp tục chộp tới Ma La Dư. Diệp Húc liên tục quát lớn, bản vương khai thiên kinh vận chuyển, một luồng huyết khí thẳng hướng tận trời cao. Bên trong không trung lập tức xuất hiện một gốc ngọc thụ cao 2 vạn trượng. Di La Thiên Địa Tháp, kiều đỉnh, nghệ hoàng kim tiễn, tất cả đều bay múa xung quanh ngọc thụ. Khí thế của hắn trong chớp mắt tăng lên tới đỉnh, tám cánh tay đồng thời nâng lên những mặt trời chói chang, bên trong chính là Dương Thiên Thần Giới đón nhận bàn tay khổng lồ của vị đại minh tôn vương này. Va chạm dữ dội truyền đến, Diệp Húc gần như bị chấn cho rơi khỏi thềm đá, suýt ngã vào bên trong hoàng tuyền. Hắn cuối cùng cũng đỡ được bàn tay giơ lên bắt lấy Ma La Dư, bị chấn cho khí huyết bốc lên, vội vàng kéo lấy Ma La Dư lao về phía trước. Dưới thềm đá, những bàn tay to vồ tới bắt lấy cổ chân Diệp Húc, bị hắn chấn vỡ tất cả. Lập tức là càng thêm nhiều bàn tay to chụp tới, khiến Diệp Húc nửa bước cũng khó đi. Ma La Dư, cô đang làm cái gì vậy? Thất thần ở cái nơi này sao? Muốn chết ư? Diệp Húc giận dữ cướp lấy ma đao của nàng, một luồng tà khí đem ma đao tiến lên. Chỉ thấy thanh ma đao này cắt phá hư không, xoay vòng xung quanh thềm đá, chặt đứt vô số bàn tay. Đó là sư tôn của ta, cha ta say mê vu pháp, không có thời gian dạy bảo ta. Từ nhỏ đến lớn đều là Lâu Đả Minh Tôn dạy bảo ta tu hành. Hơn 20 năm trước, người rời khỏi Sâm La Thần Điện, sau đó không hề trở về nữa kìa. Ma La Dư hồn bay phách lạc, lẩm bẩm nói. Ta hỏi cha, ông ấy nói không cần đi tìm. Khi đó ta đã nghĩ, có lẽ Lâu Đả Minh Tôn đã chết rồi. Nàng định quay đầu lại, nhìn Lâu Đả Minh Tôn, Diệp Húc giơ tay ra, nắm lấy khuôn mặt của nàng, không để cho nàng quay đầu lại, trầm giọng nói. Đừng quay đầu lại. Thiếu bảo, ta chỉ liếc ông ấy một cái thôi, chỉ một cái thôi. Ma La Dư run run nói, trong thanh âm mang theo tiếng thút thít. Đừng quay đầu lại. Diệp Húc hét lớn, Ma La Dư giật mình, im lặng không nói. Đám người Chuẩn Luân Vương Thái Tử lúc này đã bước lên thềm đá, một đường chém giết, chặt đứt nghiền nát vô số bàn tay thò từ dưới sông lên. Những tên hoàng tộc đi theo bên người Chuẩn Luân Tiểu Thánh Vương lúc này đã không còn mấy, không phải chết trong tay âm hồn nhân hoàng thì bị Bảo Nguyên Đại Thiện Sư giết đi. Còn có 2 người bị lão già thế hệ trước của Chu Thiên Tinh Cung biến thành huyết bức xử lý, chỉ còn lại có 4 người. Diệp Thiếu Bảo, cái thằng nhãi này sao lại cất tiếng hô to không được quay đầu lại như vậy? Một gã hoàng tộc trong đó cười nói. Chẳng lẽ phía sau có thứ gì đó đi theo chúng ta hay sao? Vũ sĩ chúng ta phải mắt xem 6 đường, tai nghe 8 hướng. Nếu thật sự có thứ kỳ quái đi theo phía sau, chẳng phải là nguy hiểm hay sao? Hắn ta quay đầu nhìn lại, lập tức một đôi tay trắng toát, lạnh lẽo, nhẹ nhàng thò đến, cầm lấy cổ của hắn, nhẹ nhàng vặn một cái, trực tiếp xách đầu của hắn ta ra khỏi cổ. Hắn trực tiếp bị người hái đầu, thậm chí hồn phách nguyên thần, thần thức cũng bị bàn tay lạnh như băng kia bóp chết. Thi thể không đầu lắc lắc, ngã vào bên trong hoàng tuyền, biến thành một cái xác chết trôi chết nổi. Không đúng, không phải đầu của ta. Một tiếng thở dài yếu ớt xa xôi vang lên phía sau mọi người, lập tức có tiếng thứ gì đó vỡ nát truyền đến. Đám người Chuẩn Luân Vương Thái Tử khiếp sợ, tên hoàng tộc vừa rồi tu vi cực cao, đã tu thành tam thần cảnh hợp thể kỳ, chính là đệ tử đắc lực nhất của Chuẩn Luân Vương Thần Điện, cực khổ bồi dưỡng, là tinh anh trong tinh anh, tương lai có khi có thể trở thành tân đại minh tôn vương, không ngờ lại chết một cách quái lạ trên con đường hoàng tuyền này. Là kẻ nào giả thân giả quỷ, dám đối nghịch với Chuẩn Luân Vương Thần Điện ta sao? Lại có một gã hoàng tộc vừa sợ vừa giận quay đầu lại quát lớn. Gã không lỗ mãng như người nọ, đầu tiên là tế vu bảo ma tộc mình cực cực khổ khổ luyện chế được lên bảo vệ quanh thân. Vu bảo của gã chính là một tòa ma đàn tối đen, trên ma đàn khắc đủ loại thiên ma bay múa xung quanh một pho tượng ma vương. Đây là một kiện tam tương chi bảo, là bảo vật phòng ngự thuần túy, có được lực phòng ngự rất mạnh. Một khi ma đàn được tiến lên, sẽ có vô số thiên ma từ trong đàn bay ra, chuyển quanh thân gã, đủ để ngăn cản công kích của tam tương chi bảo. Gã vừa quay đầu lại, liền thấy đôi tay trắng và lạnh như băng kia lại thò đến, trực tiếp xuyên qua phòng ngự của ma đàn, nắm lấy cổ của gã, nhẹ nhàng nhấc một cái, liền nhấc đầu của hắn lên. Không đúng, vẫn không phải đầu của ta. Tiếng thở dài kỳ lạ lại vang lên, lập tức có tiếng thứ gì đó nổ tung lại truyền đến.
bỗng dưng liên tục hai đại cao thủ chết một cách quái lạ. Loại tình huống này ngay cả Chuẩn Luân Vương Thái Tử cũng không xét mà run, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, khàn cả giọng giống to: "Có cổ quái, đừng quay đầu lại!" Hai gã hoàng tộc còn lại nơm nớp lo sợ, ngơ ngác đứng trên hàng tuyển lộ, đi đứng bất ổn. Lập tức một bàn tay từ trên sông thò ra, kéo lấy cổ chân của một người trong đó. Tại khi hắn đang không phòng bị, liền kéo hắn vào trong sông, biến mất không thấy đâu nữa. Sau một lúc lâu, thi thể của hắn nổi lên, biến thành một xác chết không đầu, thò tay vồ tới Chuẩn Luân Vương Thái Tử. Chuẩn Luân Vương Thái Tử tức giận hừ một tiếng, đánh cho người này vỡ nát. "Thiếu Bảo, rốt cuộc là ngươi nhìn thấy gì vậy?" Giọng của Ma La Dư run rẩy, mặc dù nàng cả gan làm loạn, coi trời bằng vung, lúc này cũng không nhịn được kinh hồn táng đảm, đã không còn bình tĩnh như trước được nữa. Răng của nàng va vào nhau lạch bạch, khẽ nói: "Thứ thần bí kia rốt cuộc là cái gì vậy?" Diệp Phúc im lặng một lát, từ từ phun ra một hơi chọc khí, hạ giọng nói: "Đó chính là âm hồn của vua hoàng." "Sao? Âm hồn của vua hoàng ư?" Ma La Dư ngẩn ra, cảm thấy khó có thể tin được. "Không sai." Diệp Phúc hạ giọng nói: "Đó là âm hồn của một vị vua hoàng, hơn nữa là một âm hồn không có đầu. Nàng ta đang tìm đầu của mình. Mỗi khi nàng ta bóp chết một người, liền đặt đầu người đó lên trên cổ của mình, thử xem có đúng hay không. Không đúng, liền bóp nát cái đầu kia. Khó trách cả Đại Minh Tôn Vương Tam Bất Diệt Cánh cũng chết ở nơi này. Một âm hồn không đầu của vua hoàng đủ để giết hại cường giả cấp bậc thánh chủ." Ma La Dư lại dùng mình một cái, cười khanh khách nói: "Tiểu tử thối, người nhất định là đang gạt ta đúng không? Kẻ nào có thể chặt được đầu của vua hoàng đây, để cho âm hồn của hắn ta luôn tìm kiếm đầu mình trên hoàng tuyển lộ ư?" "Không tin thì cô cứ quay lại mà nhìn." Diệp Húc cười nói. Ma La Dư hừ lạnh một tiếng: "Đầu của ta chắc chắn là không phù hợp, tốt nhất là không quay đầu lại như làm gì." "Có khi sẽ rất phù hợp đấy, vị vua hoàng không đầu này là phụ nữ mà." Diệp Húc cười nói: "Thứ khiến ta tò mò là cô ta không có đầu, không có mắt, sao có thể phát hiện người khác quay đầu lại? Mà không xong rồi." Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán Diệp Húc, hắn lập tức nghĩ đến vì sao người khác vừa quay đầu, âm hồn vị vua hoàng không đầu này sẽ lập tức xuất hiện, cắt đứt cổ và nguyên thần của đối phương, thậm chí cả thiên địa pháp tướng cũng bị cắt đứt. "Là ánh mắt, thân thể cô ta cảm ứng được ánh mắt của người khác nên mới có thể theo ánh mắt mà đến bóp chết đối phương." Nguyên do trong đó chính là ánh mắt. Ánh mắt dừng lại trên thân thể của nàng, lập tức bị nàng ta cảm ứng được, phiêu phiêu bay tới, bóp chết đối phương, đem đầu của đối phương thả lên người mình. Cái đầu sau lưng Diệp Phúc kia ánh mắt mở ra, chỉ thấy vị nữ vương vua hoàng kia bay tới hướng hắn, không khỏi bị dọa cho hồn bay phách lạc. Thân thể của nàng ta thướt tha, giống như một tuyệt thế nữ tử đi ra từ trong tranh vậy, lại như tiên nữ trong truyền thuyết, làm cho người ta liếc mắt nhìn tới một cái, cả đời khó có thể quên được. Đáng tiếc là một vị tuyệt thế danh nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy lại bị người ta chém rơi đầu. Sau khi nàng ta chết, oán khí quá nặng, sát khí quá nặng, cho nên một sợi ý chí bất tử hình thành nên âm hồn không đầu, lưu luyến ở trên hoàng tuyển lộ tìm kiếm đầu mình. Ngay lập tức, nàng ta hiện ra phía sau Diệp Húc, một đôi bàn tay lạnh lẽo như băng giơ ra tìm đến cổ của Diệp Húc. "Vạn pháp mà nhãn." Diệp Húc chợt nghĩ ra một ý tưởng, vội vàng nhắm mắt lại, chỉ thấy quanh thân hắn mọc ra vô số ánh mắt yêu thú thật lớn, lơ lửng trên không trung, từng con mắt có ánh mắt sáng ngời, đều nhìn hướng âm hồn vua hoàng kia. Âm hồn vị nữ vua hoàng này ngừng hai tay trước cổ của hắn, mất đi cảm ứng với ánh mắt của hắn, lập tức nhẹ nhàng quay lên, chụp tới những ánh mắt kia. Cái âm hồn này tuy không bắt trúng cổ Diệp Húc, nhưng Diệp Húc vẫn có thể cảm thấy được cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy, truyền từ cổ hắn đến toàn thân, truyền đến trong nguyên thần từ phủ của hắn, đóng băng nguyên thần, đóng băng hồn phách thần thức, thậm chí cả vũ bảo cũng bị đóng băng hết lại. Nếu âm hồn vị nữ vua hoàng này nắm được cổ của hắn, nhẹ nhàng nhấc một cái thôi, tất có thể hái đầu hắn xuống, bóp chết nguyên thần, khiến hắn hồn phi phách tán, không hề khách khai tên, khác khai tên hoàng tộc ma tộc kia chút nào. Những con mắt yêu thú cực lớn bị âm hồn vị nữ vua hoàng này bóp nát, nhưng vẫn không tìm thấy đầu. Nàng ta du đãng trên không trung, đột nhiên một luồng khí âm hàn truyền đến, tất cả con mắt bị đóng băng lại, rầm rầm vỡ tan. "Là ai? Ai từng thấy đầu của ta?" Nàng ta lướt xuống, đứng ở phía sau Diệp Phúc. Nàng ta không có đầu, giọng nói truyền đến từ bên trong cơ thể. "Ta không tìm thấy đầu."
nàng ta nghiêng thân mình tiến đến trước mặt Diệp Húc, phát ra những lời nói mê. Diệp Húc chỉ cảm thấy da đầu run lên, ba cái đầu kia đồng loạt nhắm mắt lại. Hắn có thể cảm giác được một luồng cảm giác lạnh lẽo thổi qua người mình, thổi hướng Ma La Dư. Hắn vội vàng giơ tay bịt kín đôi mắt của Ma La Dư lại, thân thể hai người cứng ngắc đứng trên hoàng tuyền lộ không hề động đậy. Ở dưới thềm đá trong hoàng tuyền, những xác chết đều giơ tay ra bắt lấy hai chân Diệp Húc và Ma La Dư, muốn kéo bọn họ xuống nước. Diệp Húc đau đớn kêu lên một tiếng, nguyên thần sau lưng mọc lên, chỉ thấy vô số cây rễ của ngọc thụ đột nhiên bắn ra, bốp 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 đâm phá hư không. Hắn giống như một gốc cổ thụ, gốc rễ đâm vào hư không, mượn sức mạnh của đất trời để chống lại những bàn tay đang lôi kéo trong sông hoàng tuyền kia. Hắn cảm giác được ma nữ bên người mình đang hơi phát run. Ta tưởng cô cũng không sợ chứ. Diệp Húc ở bên tai cô ta khẽ cười nói. Ma La Dư cảm giác được những làn hơi thở ấm áp của hắn phun lên vành tai của mình, trong lòng không khỏi hoảng loạn, lập tức giận dữ thò tay ra nhéo một cái thật mạnh lên đùi của hắn. Ai thấy đầu của ta? Cô gái không đầu nhẹ nhàng lướt qua, lướt tới lướt đi xung quanh hai người bọn họ. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, vô số yêu nhãn bay lên, ào ào bay đi hướng đám người chuyển luân tiểu thánh vương. Mẹ kiếp Diệp Thiếu Báo, ngươi độc ác như vậy không được chết tử tế đâu. Chuyển luân tiểu thánh vương giận dữ cùng mấy tên hoàng tộc kia thi triển vu bảo vu pháp đánh vỡ hết những con mắt bay tới kia. Dám mắng ta sao? Chuyển luân tiểu thánh vương, đối nghịch ta, ngươi đây là tự tìm đường chết rồi. Diệp Húc cười ha ha, lại càng có thêm nhiều vạn pháp yêu nhãn bay đi ùn ùn kéo đến. Cô gái không đầu cảm ứng được ánh mắt của yêu nhãn, lập tức dứt bỏ Diệp Húc và Ma La Dư, phóng đi hướng đám người chuyển luân tiểu thánh vương. Mọi người mau nhắm mắt lại, đừng có nhìn. Chuyển luân tiểu thánh vương không phải là kẻ ngu ngốc, lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt, nhắm hai mắt lại quát lớn. Nhưng vẫn có một người phản ứng chậm, chưa kịp nhắm hai mắt lại, chỉ thấy vô số yêu nhãn trên không trung đột nhiên biến mất, hóa thành thuần dương chân nguyên cuồn cuộn trở lại trong cơ thể Diệp Húc. Sau đấy vị nữ vô hoàng không đầu kia lướt tới, bay tới chỗ của hắn. Không phải đầu của ta. Cô gái không đầu chậm chậm hái đầu hắn xuống, đặt ở trên cổ của mình, khoa tay múa chân một lúc, thở dài, lập tức bóp nát cái đầu này. Chuyển luân tiểu thánh vương, ta đến tiến các ngươi quy thiên đây, vạn pháp yêu quốc. Diệp Húc cười ha hả, thân hình hơi hơi rung lên, chỉ thấy bên trong thế giới sau lưng của hắn, một bàn tay cực lớn phá vỡ hư không, thò ra khỏi thế giới này, chộp tới chuyển luân tiểu thánh vương. Vô số yêu long, yêu dao, yêu thú, yêu cầm đều nhốn nháo bay ra khỏi bàn tay cực lớn này, giờ vút chụp tới hai người chuẩn luân tiểu thánh vương. Đối với ta ư? Diệp Thiếu Báo, huyết thống của ngươi quá thấp kém, còn chưa đủ tư cách đâu. Chuẩn luân tiểu thánh vương tuy nhắm hai mắt lại nhưng dường như vẫn có thể cảm thấy rõ bốn phía, đột nhiên quát lớn một tiếng, hiện ra chân thân của mình, cũng là một tên hoàng tộc đế thích bốn đầu tám tay, thân mọc nghịch lân giống Diệp Húc y đúc vậy. Thân thể hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ, khi hiện ra chân thân rồi, sức mạnh thân thể đè ép hư không, chỉ thấy năng lượng trong hư không đều bị ép ra, lô điện chi chít chút xuống khắp nơi, gần sánh ngang với thân thể của Diệp Húc. Chuyển luân thánh pháp. Hắn đánh ra một quyền, chỉ thấy nắm tay hóa thành một cái luân bàn cực lớn, ong ong chuyển động, đem vạn pháp yêu quốc Diệp Húc đánh tới cắn nát. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được những luồng hơi thở mỏng manh chuyển đến. Đến gần bên người của hắn, hơi thở mỏng manh đó cũng là những con dao long màu vàng nhỏ như con giun, một đám bắt trên mi mắt của hắn, thò những cái móng vuốt nhỏ bé ra kéo mi mắt hắn lên. Chuyển luân tiểu thánh vương ngẩn ngơ, thầm mắng một tiếng, ma khí chấn một cái chấn vỡ hết đám kim dao nho nhỏ này. Không phải đầu của ta. Nữ vô hoàng không đầu thở dài, lập tức tiếng đầu vỡ cùng tiếng thi thể rơi xuống nước chuyển đến. Chuyển luân tiểu thánh vương lại ngơ ngẩn, bỗng biết là không ổn. Hắn tuy rằng sớm chấn vỡ những con kim dao nhỏ kia, không bị nhấc mi mắt lên, nhưng không có nghĩa là đồng bạn của hắn lại có được bản lĩnh đấy. Diệp Thiếu Báo, tên khốn kiếp này mượn đao giết người, xốc mắt đồng bạn ta lên để cho hắn chết trong tay mụ nữ vô hoàng này. Mẹ nó, có trách nhiều người đều muốn tiêu diệt hắn như vậy. Tên này xấu xa như vậy còn gấp ta trăm ngàn lần, không chết thiên lý bất dung. Chuyển luân tiểu thánh vương lâm vào nổi giận, đôi mắt nhắm chặt lại, bước nhanh lên phía trước, đến gần Diệp Húc và Ma La Dư đang đằng sát khí. Hắn tế chuyển luân vương thần điện lên, chỉ thấy cái chuyển luân cực lớn kia chia làm lục đạo, tượng trưng cho lục đạo luân hồi, mà thần điện thì tọa lạc ở giữa chuyển luân.
Đây là cấm bảo ma tộc do điện chủ đời thứ nhất của Chuẩn Luân Vương Thần Điện, Chuẩn Luân Thánh Vương chế ra. Nghe đồn, Chuẩn Luân Thánh Vương có lai lịch xa xưa, như những nhân vật tổ sư khai phái của Hoàng Tuyền Ma Tông vậy, cũng từng gặp qua lục đạo luân hồi, chứng kiến lục đạo đại phái phá diệt, thiên địa đại dị biến. Chuẩn Luân Vương Thần Điện là cấm bảo do ông ta rèn ra, có tính chất như luân hồi thiên bàn của Hoàng Tuyền Ma Tông, nhưng công hiệu lại khác nhau một trời một vực. Luân hồi thiên bàn của Hoàng Tuyền Ma Tông chú trọng luân hồi, mà Chuyển Luân Vương Thần Điện lại chú trọng lục đạo, khác nhau về căn bản. Tòa Chuyển Luân Vương Thần Điện trong tay Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương là một món phòng ngự, phòng chế cấp bất diệt, từ đương kim Chuyển Luân Thánh Vương luyện chế ra. Tòa Chuyển Luân Vương Thần Điện trong tay của Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương là một món phòng chế cấp bất diệt, từ đương kim Chuyển Luân Thánh Vương luyện chế ra. Tòa thần điện này tương dung cùng tâm pháp vô pháp mà hắn tu luyện, uy lực vô cùng mạnh, đem những bàn tay chụp đến dọc theo đường đi chấn cho vỡ hết. Diệp Thiếu Báo, đánh lén thì tính là hào hán cái gì? Ta nghe nói ngươi ở thế giới vô hoang có uy danh cực cao, chính là đại vu trẻ tuổi hùng mạnh nhất của loài người ở trên đời này. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương khí thế ngút trời, phía sau xuất hiện một tôn pháp tướng chân thân cực lớn, bốn đầu tám tay, tám con mắt nhắm chặt, thanh âm cuồn cuộn truyền đến. Ta nghe người ta nói, những người trẻ tuổi trong thế giới vô hoang có thể sánh ngang với ngươi không đến 10 người, mà ở hàng cổ ma vực này, những kẻ có thể sánh với ta cũng không quá 10 người. Không bằng ngay tại trên Hoàng Tuyền Lộ này, chúng ta đánh một trận quyết thắng bại, xem ngươi con ai của nhân tộc lợi hại hay là hoàng tộc có huyết thống thuần khiết ta lợi hại đây. Tốc độ của hắn cực nhanh, chốc lát đã đi đến phía sau Diệp Húc, khí thế như rồng, tám cánh tay vươn ra, từng quyền mà đánh tới Diệp Húc. Chuyển Luân Thánh Pháp, Chư Thiên Vô Đạo. Nắm đấm của hắn đánh ra, xuất hiện cảnh tượng thiên địa đại phá diệt, chư thiên bị lục đạo cắn nuốt, dường như tam thập tam thiên giới đều bị hủy diệt ở dưới lục đạo vậy. Đây chính là vô pháp mà Chuyển Luân Thánh Vương đời thứ nhất chứng kiến thiên địa đại dị biến, đại phá diệt thời viễn cổ rồi khai sáng ra. Lúc này được thi triển trong tay Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương, dường như tái hiện tràng thiên địa đại tai biến thời viễn cổ vậy. Đây là công kích như hủy thiên diệt địa, khiến không gian trong Hoàng Tuyền Lộ vặn vẹo, nén ép lại một chỗ, sau đó sụp đổ, bị cắn nuốt trong nắm tay của hắn. Nơi sức mạnh đi qua, ngay cả nhiều thi thể không đầu trong Hoàng Tuyền cũng bị hút lên, bị cắn nát. Cô bé, ta ở phía sau bảo vệ an toàn phía sau cho cô tới khai thông con đường tiểu Hoàng Tuyền này. Còn ta sẽ đối phó với Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương. Diệp Phúc xoay người, lưng dựa lưng với Ma La Dư, chư thiên công đức xoay tròn không nghỉ. Tám cánh tay vươn ra, trong lòng bàn tay U Thiên Thần Giới, Dương Thiên Thần Giới, rồi Thái Hoàng Thiên Giới gào thét bay lên, hóa thành mặt trời, mặt trăng, diều lớn, lấy cứng trọi cứng với chư thiên vô đạo của Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương. Hắn giống như vị thần vương thống trị chư thiên, đối mặt với Chuyển Luân Thánh Pháp, phá diệt phá nát chư thiên của Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương, định ngăn cơn sóng dữ lại. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương, nếu ngươi muốn đánh một trận công bằng với ta, chi bằng đợi cho tu vi của ta khôi phục, khi đạt tới trạng thái toàn thịnh rồi sẽ quyết chiến một trận thoải mái với ngươi. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương cười ha ha, gương mặt lạnh lùng, bốn khuôn mặt đồng thời quát lên: thừa dịp người bệnh lấy mạng ngươi, loại chuyện này chắc chắn Diệp Thiếu Bảo ngươi đã làm không ít rồi. Hai người 16 bàn tay đối chiến, Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của Diệp Phúc lập tức tan vỡ, không thể chống lại chư thiên vô đạo của hắn ta. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn tuy ở trong tay, trong chư thiên công đức ấn của Diệp Phúc tu luyện có lực công kích mạnh nhất, nhưng Thái Hoàng Thiên Giới đã tan biến. Đối mặt với Chuyển Luân Thánh Pháp mà Chuyển Luân Thánh Vương đời thứ nhất khai sáng ra, khi chứng kiến thiên địa đại phá diệt đã sụp đổ đầu tiên, bị chư thiên vô đạo cắn nát. Tuy nhiên U Thiên Thần Vương Đỏ Ách Ấn và Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn vẫn không hề tan rã dưới chư thiên vô đạo. Đây là bởi vì khi lục đạo tan rã, thiên địa đại phá diệt, tam thập tam thiên giới bị phá hủy hơn 24 tòa, chỉ còn lại 9 thiên giới, trong đó có U Thiên và Dương Thiên được xưng là cửu thiên. Cho dù U Thiên Thần Vương Đỏ Ách Ấn và Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn không bị phá nát, Diệp Phúc vẫn khó có thể chống lại công kích của Chuẩn Luân Tiểu Thánh Vương, bị chấn cho liên tục lùi về phía sau. Mặc dù hắn có nguyên thần chú đóng hư không, vẫn không thể ngăn cản được xu hướng suy tàn. Chuẩn Luân Tiểu Thánh Vương đánh nát Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của hắn, hai nắm đấm đánh lên ngực của Diệp Húc, đánh cho thân thể của hắn giống như một cái chuông đồng lớn cong cong mà vang lên. Lực lượng thật lớn thông qua thân thể Diệp Húc truyền đến lưng Ma La Dư, khiến cho hai người đều bị tấn công. Ma La Dư ra sức tế ma đao lên, chặt đứt chi chít những bàn tay thỏ ra từ trong Hoàng Tuyền, lao nhanh về phía trước,
Diệp Húc đứng ở sau lưng của nàng ta, lấy cứng chọi cứng với Chuẩn Luân Tiểu Thánh Vương. Hai người đều là bốn đầu tám tay, thân thể hoàng tộc đế thích vô cùng mạnh mẽ. Đại chiến trên Hoàng Tuyền Lộ, Chuẩn Luân Tiểu Thánh Vương, Chuẩn Luân Thánh Pháp và Chư Thiên Công Đức Ấn va chạm vào nhau, khiến cho hư không trên mặt sông vỡ tan sụp đổ ra từng đợt. Mỗi lần bọn họ giao thủ lại sinh ra dao động năng lượng, hình thành những cái hắc động thật lớn. Năng lượng dư thừa đều bị hắc động cắn nuốt. Bất cứ một kích nào của bọn họ đều có thể dễ dàng đánh chết một gã cường giả tam thần cảnh hợp thể kỳ, thậm chí cũng khiến cho cả chùm sò tam tướng cảnh pháp tướng kỳ bị trọng thương. Diệp Thiếu Báo, ngươi chưa khôi phục tu vi đã mạnh như vậy rồi, có thể giao thủ với ta một thời gian dài mà không chết, xem ra là càng không thể để ngươi sống được rồi. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương nhắm tám con mắt lại, đột nhiên tế Chuyển Luân Vương Thần Điện lên. Chuyển Luân gào thét xoay tròn, chụp xuống Diệp Húc. Hắn cười lạnh nói, ta muốn biến ngươi thành súc sinh, thành heo, thành chó, nhốt vào trong súc sinh đạo, sau đó từ từ hành hạ ngươi đến chết kìa. Chuyển Luân Vương Thần Điện thăng lên, chỉ thấy thần điện dần dần biến mất, chỉ còn lại một vòng chuyển luân thật lớn. Vòng chuyển luân này chia ra làm 6, hóa thành 6 vòng chuyển luân, chia làm các loại kim ngân đồng thiết ngọc thạch, liên tục xoay tròn. Ở bên trong 6 vòng chuyển luân, mỗi một vòng đều có một cây cầu màu đỏ. Đây là Nại Hà Kiều, là con đường chuyển sinh. Hai bên Nại Hà Kiều là vô cùng vô tận oan hồn. Những oan hồn đó hình dáng kỳ quái, có người, có thú, có Atula, thiên thần, địa ngục, ác quỷ. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương chính là dựa vào món vũ bảo có công hiệu kỳ lạ này đánh lén Bảo Nguyên Đại Thiền Sư Tam Bất Triệt Cảnh đỉnh phong, có được thân thể nhân hoàng của vị tuyệt đại cường giả, biến hắn thành heo, cứ thế phá hỏng kim thân bất diệt của lão. Không thể không nói, tòa Chuyển Luân Vương Thần Điện này chính là cái vũ bảo kỳ lạ nhất, có sức mạnh quỷ dị nhất mà Diệp Húc từng thấy, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cho dù tu vi có cao tới đâu đi chăng nữa, dưới uy năng của nó cũng sẽ phải té ngã một cái thật đau. Hiện giờ, Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương lại dùng trò cũ, lấy cái Chuyển Luân Vương Thần Điện này để đối phó với Diệp Húc, định đưa hắn nhốt vào trong súc sinh đạo, biến thành heo chó, sau đó ung dung mà giết chết hắn. Dù sao thân thể và tu vi của Diệp Húc tuy mạnh, nhưng vẫn chưa tu luyện đến tam bất triệt cảnh, không thể khó chơi như Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, bị đánh nát thân thể vẫn còn có thể khôi phục như cũ. Diệp Thiếu Báo, người biến thành heo chó đi. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương cười ha hả, chỉ thấy một vòng thiết luân bay lên chụp xuống Diệp Húc. Hai bên Nại Hà Kiều, bên trong thiết luân vô số súc sinh bắt đầu khởi động, có heo, ngựa, trâu, dê, gà, chó, sói, hổ, báo, chim, cá, rồi côn trùng, đủ mọi loại oan hồn, tất cả đều bị bao phủ trong vô biên vô tận ma khí. Thiết luân chụp xuống, ngay sau đó Diệp Húc xuất hiện trên Nại Hà Kiều, chỉ thấy những dòng ma khí bọc vô số oan hồn súc sinh bay lên chi chít rậm rạp, chen chúc nhau vào trong cơ thể của Diệp Húc. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị, vô số oan hồn và ma khí chui vào trong cơ thể của hắn, thay đổi kết cấu cơ thể Diệp Húc. Mặc dù là thân thể dũng mãnh kia của Diệp Húc cũng không thể tiếp tục duy trì nguyên trạng. Bên ngoài làn da, từng sợi lông chui ra, bất cứ lúc nào cũng có khả năng hóa thú. Loại sức mạnh quỷ dị này thậm chí xuyên thủng qua từng tầng phòng ngự của Di La Thiên Địa Tháp và Ngọc Lâu, coi thường phong ấn của Kiều Đỉnh. Muốn biến ta thành heo chó sao? Ta chém ngươi trước vậy. Diệp Húc đứng ở trên Nại Hà Kiều, một tòa chản thiên đài thật lớn từ sau lưng hắn bay lên trời. Bạch phiên lơ lửng, sạt sạt vang lên, khốn tiên thẳng hóa thành một con kim long bay hướng Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương. Uy năng của Chuyển Luân Vương Thần Điện ngay cả hắn cũng kiêng kỵ vài phần, định chém Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương trước, chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của uy năng Chuyển Luân Vương Thần Điện. Vù một cái, Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương trực tiếp bị khốn tiên thẳng chói lại, ngay sau đó xuất hiện trên đài chản tiên, đầu đeo cùng khóa tiên quỳ lên từ tù bồ đoàn. Thân thể của hắn tuy mạnh không kém gì Diệp Húc, nhưng so với kim thân bất diệt của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư thì còn kém xa. Thậm chí Diệp Húc không cần thúc giục chạm tiên đài, chỉ cần tế lên liền có thể chói hắn, giết hắn. Chạm tiên đài cũng là một loại vũ bảo cực kỳ khác lạ, giống với Chuyển Luân Vương Thần Điện, tràn đầy sức mạnh quỷ dị và khó lường. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương giờ phút này mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, ra sức giãy giụa, đã thấy chạm thiên đao vù một tiếng bay lên chém tới đầu của mình, không khỏi bị dọa cho hồn bay phách lạc. Hắn kêu lớn, dừng tay, Diệp Thiếu Báo, dừng tay, nếu người chém ta, người vẫn biến thành heo chó, cả đời không thể khôi phục diện mạo ban đầu được. Chạm thiên đao khó khăn dừng ở chân cổ của hắn. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương mồ hôi tuôn đẫm trán,
Mà vào lúc này, Diệp Phúc đứng trên Nại Hà Kiều, thân thể cũng bắt đầu thay đổi, gần như bị chuyển luân thần điện biến thành heo chó. Chuyển luân tiểu thánh vương nhẹ nhàng thở ra, ngừng vận chuyển chuyển luân vương thần điện, chỉ thấy vô số oan hồn và ma khí chui ra khỏi toàn thân Diệp Phúc, dần dần khôi phục khí lực, trầm giọng nói: "Diệp thiếu báo, hai chúng ta nếu dùng vu bảo tranh chấp, tất sẽ lâm bại câu thương." "Được, ta đồng ý với ngươi, chờ cho ngươi tu vi khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, lại đến lấy mạng của ngươi. Ngươi thu vu bảo của ngươi, ta cũng thu chuyển luân vương thần điện của ta. Tới chỗ sâu trong vu hoàng mai cốt chi địa rồi, chúng ta tiếp tục chiến một trận, quyết sinh tử." Diệp Phúc cũng lo lắng mình bị chuyển luân vương thần điện biến thành heo chó, cả đời không thể phục hồi như cũ, lập tức gật đầu, khẽ động tâm niệm, khốn tiên thẳng và cùng quá tiên mở ra. Hai người đều tự đi ra khỏi phạm vi công kích của vu bảo đối phương, vạn phần kiêng kỵ đối phương. Mà La Dư rút cuộc làm thông hoàng tuyển lộ này, đi đến tận cuối hoàng tuyển, làm đến nơi đến chốn, cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại mà nói: "Đi ra nơi này, liền không cần lo lắng bị âm hồn nữ vu hoàng không đầu đuổi giết nữa rồi." Nàng ngẩng đầu nhìn hướng chuyển luân tiểu thánh vương, ánh mắt bất thiện, cười lạnh mà nói: "Chuyển luân tiểu thánh vương, nếu tu vi và cô ta còn tại, không cần thiếu bảo ra tay, một đao của ta liền có thể chém ngươi rồi." Chuyển luân tiểu thánh vương đi nhanh về phía trước, đi qua người của nàng, thẳng đến chỗ sâu bên trong nơi táng thân của vu hoàng, cười lạnh mà nói: "Mà là dư, ở trong mai cốt chi địa này, ta sẽ xử lý tên tiểu tình nhân của ngươi, sau đó sẽ hàng phục ngươi, khiến ngươi làm người phụ nữ của ta kìa." Ánh mắt của hắn chớp động vô cùng âm trầm, trong lòng cười lạnh mà nói: "Chỉ cần tới chỗ sâu nhất kia, lục đạo luân hồi bảo quyển của ta sẽ ở mức độ lớn nhất cộng hưởng với thiên địa do khí thế vị nữ vu hoàng này hình thành, thậm chí có thể khiến cho ta mượn được nguồn sức mạnh vô tận của vị vu hoàng cổ đại này. Diệp thiếu báo, cho dù ngươi có hồi phục tu vi thì sao chứ? Tới chỗ sâu nhất trong vu hoàng mai cốt chi địa này, ta chính là chủ nhân của mảng đất trời này, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ." Diệp Phúc nhìn chuyển luân tiểu thánh vương rời đi, từ từ phun ra một hơi chọc khí. Chuyển luân tiểu thánh vương quả thực rất mạnh, ở trên hoàng tuyển lộ thậm chí còn có thể ép hắn xuống hạ phong, cuối cùng không thể dùng thế ngọc nát đá tan mới khiến kẻ này ném chuột sợ vỡ bình, không dám đánh cược với cái chết. Người này mới chỉ dùng ra một đạo trong lục đạo của chuyển luân vương thần điện, hẳn là còn những thủ đoạn khác nữa. Nhưng nếu ta khôi phục tu vi, đạt tới trạng thái toàn thính, đánh bái, thậm chí đánh chết kẻ này đều có thể nắm chắc được 10 phần. Hiện giờ Diệp Phúc cuối cùng tạm thời dùng 7 vòng công đức kim luân chấn áp khiếm khuyết của bản vương khai thiên kinh xuống. Lúc này đây, tâm tình của hắn hoàn mỹ vô khuyết điểm, nội tâm mạnh mẽ, không hề sợ đầu sợ đuôi, ngược lại tài năng tất lộ, dám chiến một trận với bất cứ một kẻ nào. Cho dù chuyển luân tiểu thánh vương cực kỳ hùng mạnh, nhưng Diệp Phúc có niềm tin có thể chém hắn ta. "Đi mau, chuyển luân tiểu thánh vương ở phía trước chúng ta, phòng trừng bình đẳng vương thái tử cũng đã qua hoàng tuyển lộ, chỉ e là đã tới chỗ sâu nhất trong nơi này rồi." Ma La Dư tay cầm ma đao, đằng đằng sát khí: "Đám khốn kiếp đó, thừa dịp tỷ tỷ bị thương, tu vi giảm đi, liền dám kiêu ngạo trước mặt tỷ, hôm nay thế nào cũng phải chém bọn chúng, không thể không tước chúng thành nhân côn được." Diệp Phúc nhanh chóng đuổi kịp nàng, quay đầu nhìn lại hoàng tuyển lộ, chỉ thấy thềm đá này trải dài mấy trăm dặm phía trên hoàng tuyển, giống như một sợi cước trắng mà đám thi thể trôi nổi trên mặt nước đã biến mất, hẳn là đã chìm vào dưới đáy sông, chờ đám người tiếp theo đi đến. Về phần âm hồn, vị nữ vô hoàng không đầu kia cũng đã biến mất không thấy, chắc là ẩn nấp ở trong hư không nào đó trên hoàng tuyển lộ này. Nếu như có người đến, âm hồn của nàng sẽ lập tức xuất hiện, tìm kiếm cái đầu đã mất đi của mình kia. Ong một tiếng, một tòa đại chu thiên tinh đấu đại trận và tinh không trụ quang đại trận đột nhiên kéo đến, hiện ra ở một chỗ khác trên hoàng tuyển lộ, định trụ thời không. Đám người Thạch Tinh Hải được bao phủ bên trong hai tòa đại trận, quanh thân lấp lánh vô số ánh sao. Bọn họ một đường đi tới, không ngờ lại không hề có ai chết trong mảng mai cốt chi địa này. Những người này đi lên hoàng tuyển lộ, lập tức đám thi thể không đầu dưới đáy nước xuất hiện, ào ào giơ tay ra chụp tới các đệ tử chu thiên tinh cung. Nhưng những tên đệ tử tinh cung đó tu vi đều cực kỳ mạnh mẽ, tất cả đều là tu luyện ra tinh đấu nguyên thần, lại có ba gã cường giả đệ tương kỳ và vị cao thủ trẻ tuổi Thạch Tinh Hải trấn thủ, như vậy tất cũng có thể bình yên đi qua hoàng tuyển lộ này. "Diệp thiếu báo, giao đệ đệ ta ra đây, nếu không mặc kệ ngươi đi tới nơi nào đều không thể thoát khỏi sự truy sát của tinh cung ta đâu." Thạch Tinh Hải cất cao giọng nói, thanh âm truyền tới trăm dặm, truyền rõ ràng vào trong tai của Diệp Phúc. "Thực lực kẻ này không kém chuyển luân tiểu thánh vương."
Sắc mặt của Ma La Dư cũng ngưng trọng, thấp giọng mà nói. Diệp Phúc gật đầu. Thạch Tinh Hải thân là con trai của Tinh Đế, thực lực mạnh mẽ, tư chất xuất chúng. Lúc trước Vinh Lâm còn có thể tranh đua với hắn ta, thua một chiêu cũng có thể bình an trở ra được. Nhưng lúc này đây, Thạch Tinh Hải hùng mạnh hơn trước không ít, chỉ sợ Vinh Lâm gặp lại hắn ta một chiêu liền sẽ thua, thậm chí có khi còn không có cơ hội trốn chạy. Thạch sư huynh, nếu ta giao lệnh đệ cho ngươi, có phải ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ hay không? Diệp Phúc đứng trên hoàng tuyển lộ, nhìn hướng đám người Thạch Tinh Hải, chỉ thấy âm hồn không đầu của vị nữ hoàng kia lại xuất hiện như hình với bóng, đi theo phía sau bọn họ, không khỏi mỉm cười mà nói. Nếu người giao đệ của ta ra đây, ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ. Nhưng người giết phong sư thúc của ta, mạo phạm Chu Thiên Tinh Cung ta, món nợ này vẫn sẽ phải tính. Thạch Tinh Hải dẫn đám người bước đến, ung dung điềm tĩnh, không cần hắn ra tay. Những người khác đã đánh nát những bàn tay thỏ ra từ dưới nước, thản nhiên mà nói. Bởi vậy, Diệp Thiếu Bảo ngươi còn phải tự phong tu vi, đến Chu Thiên Tinh Cung ta chịu đòn nhận tội, mời Tinh Đế cha ta đến định đoạt tội nghiệp của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ ở trước mặt cha ta cầu tình cho ngươi, giữ lại tính mạng cho ngươi. Cuồng vọng! Ma La Dư hừ lạnh một tiếng, cười lạnh mà nói. Chu Thiên Tinh Cung có cái giá thật lớn à, khiến Thiếu Bảo tự phong bế tu vi chịu đòn nhận tội. Chẳng lẽ Chu Thiên Tinh Cung thật sự nghĩ mình là cộng chủ của thiên hạ, thống nhất thế giới vô hoang rồi phải không? Yêu nữ láo xược, to gan, lại dám làm nhục Chu Thiên Tinh Cung ta, không biết sống chết mà. Ngươi, một con đàn bà ma tộc thì biết cái gì? Diệp Thiếu Bảo, nếu ngươi không đáp ứng, mai cốt chi địa này sẽ thêm một bộ hài cốt của ngươi kìa. Đám người Chu Thiên Tinh Cung đều gầm lên, tăng tốc tới nơi này. Thạch Tinh Hải khẽ mỉm cười, cao giọng nói. Diệp Thiếu Bảo, ngươi nghĩ sao? Thiếu Bảo, lấy đệ đệ của hắn ta ra đây, giết ngay trước mặt hắn đi. Ma La Dư dụ dỗ. Oan gia nên cởi không nên kết, trả đệ đệ cho hắn là được, miễn cho ở chỗ sâu trong mai cốt chi địa này lại bị đám người Chu Thiên Tinh Cung vây sát. Dù sao bọn người họ người đông thế mạnh, chúng ta đã đắc tội với Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương và Bình Đẳng Vương Thế Tử, cần gì phải làm điều thừa nữa đây. Diệp Phúc thở dài, mặt co mày cáu, bất đắc dĩ mà nói. Nếu như liều mạng không chết không ngừng với cao thủ Chu Thiên Tinh Cung, chỉ sợ ở mai cốt chi địa này chúng ta chẳng được bất cứ lợi ích gì cả. Ma La Dư mở to mắt, liên tục đánh giá Diệp Phúc mấy lần, như là lần đầu tiên biết hắn vậy. Nàng cười lạnh nói. Diệp Thiếu Bảo, ta không ngờ ngươi lại là hạng người nhát gan như chuột như vậy đấy. Diệp Phúc mỉm cười, không tranh cãi, lập tức tế ngọc lâu lên, lấy Thạch Tinh Vân ra. Từ trận chiến trong bàn hoàng lăng, ân khư với đám người Đàm Phượng Sơn, Thái Tử Sơ, hắn vẫn nhốt Thạch Tinh Vân trong ngọc lâu của mình, giao cho Hùng Bi, Can Sải Dao, đám đại yêu trong giữ, bị con Hắc Hùng kia phái đi gieo trồng thảo dược. Thạch sư huynh, lệnh đệ ở đây, còn mong sư huynh tiếp được cậu ấy, đừng để cậu ấy rơi xuống nước kìa. Diệp Phúc hít một hơi thật sâu, dùng sức mà ném đi, ném Thạch Tinh Vân tới đám người Thạch Tinh Hải đằng xa. Sức mạnh của hắn quá lớn, trực tiếp ném Thạch Tinh Vân ra trăm dặm, bay qua đỉnh đầu đám người Thạch Tinh Hải, rơi xuống bờ đối diện của Hoàng Tuyền. Đám người Thạch Tinh Hải đều quay đầu nhìn, ánh mắt đi theo tung tích của Thạch Tinh Vân. Đám người đó chết chắc rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Phúc vỗ vỗ tay, cười nói với Ma La Dư, mà lúc này nàng ta thì đang chố mắt ra nhìn. Thiếu Bảo, ngươi còn có thể xấu xa hơn được nữa hay không? Ma La Dư chớp chớp mắt, nhìn về phía Diệp Phúc, vừa tức giận, lại vừa buồn cười mà lên tiếng nói. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 115 của bộ truyện Độc Bộ Thiên Hạ Thạch Trư tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 116 sắp tới.